tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể. Tại Việt Nam hiện nay, trung bình cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người bị thừa cholesterol. 50% phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 69 tuổi đang trong tình trạng thừa cholesterol. Tình trạng thừa cholesterol ở người trẻ tuổi có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Đây là vấn đề đáng quan ngại. Cholesterol là gì? Cholesterol là một thành phần của mỡ máu và rất quan trọng cho hoạt động bình thường của cơ thể. Cholesterol đến từ hai nguồn. Nguồn nội sinh là từ gan, tại đây tạo ra tất cả lượng cholesterol bạn cần. Nguồn ngoại sinh chủ yếu đến từ các thực phẩm như mỡ, nội tạng động vật, thịt đỏ, thịt gia cầm. Tác hại của tình trạng thừa cholesterol. Nếu hàm lượng cholesterol trong máu cao sẽ làm lắng đọng các mảng lipid, cholesterol và một số chất khác trên thành động mạch, hình thành các mảng xơ vữa động mạch, làm cho thành động mạch trở nên dày hơn, cứng hơn và giảm độ đàn hồi, làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch. Các mảng xơ vữa này có thể bị vỡ ra, di chuyển trong lòng mạch và có nguy cơ làm nghẽn mạch, từ đó có thể dẫn đến những biến chứng gây tử vong cao như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp. Nguyên nhân gây thừa cholesterol. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng thừa cholesterol là ăn thực phẩm chứa nhiều cholesterol, uống nhiều rượu, bia và các thức uống có ga, hút thuốc, lối sống không khoa học như ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, béo phì làm tăng khả năng bị rơi vào tình trạng thừa cholesterol. Tiền sử gia đình bị bệnh tim sớm hoặc đột quỵ, tiền sử gia đình có liên quan đến cholesterol hay nguyên nhân có liên quan đến tuổi tác. Phòng ngừa thừa cholesterol, hạn chế ăn uống các thực phẩm có chứa nhiều cholesterol, bổ sung chất béo có lợi, nhóm chất béo không bão hòa vào chế độ ăn uống, đặc biệt giữ chất gamma oregano và phytosterol có trong một số loại dầu ăn và gạo lứt đã được khoa học chứng minh có tác dụng trong việc giảm hấp thụ cholesterol từ thực phẩm. Sử dụng các thực phẩm tốt cho người có tình trạng thừa cholesterol như rau, hoa quả, các loại cá, các loại ngũ cốc chế biến thô, các loại dầu thực vật, hoạt động tích cực và tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc, hạn chế rượu bia. Hãy cùng hành động để đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể ngay bây giờ.